Nghệ thuật Chiki. Xin chào các em. Ở trên biển thì các em nhìn thấy gì nào? Chị thấy một chiếc thuyền buồm này. Thuyền buồm ở dưới nước và được sử dụng để vượt biển đấy các em. Hôm nay chúng ta cùng vẽ một chiếc thuyền buồm nhé. Thật vui đúng không nào? Chiếc thuyền buồm của chúng ta cũng cần có lá cờ nữa, phải không các em? Cùng nhau tô màu thôi. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta tô màu hồng và xanh lá cây cho phần đáy thuyền đấy các em. Yêu màu hồng làm sao? Bây giờ chúng ta tô lần lượt màu vàng, và màu xanh da trời cho các hình tròn và các thanh ở đây nhé. Bức tranh trông thật tuyệt vời, phải không các em? Tô thêm màu đỏ cho bên trái. Và màu xanh lá cây cho bên phải nữa nhé. Sắp xong rồi đấy. Giờ thì tô màu cho những đường sọc với màu vàng và cam nữa này. Tô màu vui quá các em nhỉ. Và con thuyền của chúng ta đã sẵn sàng để ra khơi. À, thuyền trưởng lái thuyền này. Hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Nghệ thuật Chiki.